Hello, xin chào tất cả mọi người, chào cả nhà. Hôm nay á, em Nhung sẽ chia sẻ cho mọi người một cái món mới. Món về cá. Thì trước mặt mọi người đây là cá Úc. Hôm bữa lễ New Year, Nhung được anh họ đi lên cho anh họ làm ở tiểu bang khác, mọi người lên cho một bịch cá Úc mình. Nhưng mà cá Úc này giống như ở hãng công ty người ta làm á, người ta lấy cái khúc giữa rồi, chỉ còn cái đầu với lại cái khúc đuôi hay sao thôi, nên á là Nhung đã rửa sạch qua giấm muối rồi. Bây giờ Nhung mới cắt khúc rồi mọi người, thấy không, nhìn cái miếng rất là tươi ngon nha mọi người nha, miếng thịt rất là trong tươi. Thì nói chung cá Úc này cũng rất là dễ làm mọi người. Cá Úc này giống như cá catfish, giống như là cá ba sa, nhưng mà ít mỡ hơn, ít ít béo hơn là cá ba sa. Nói chung là cá da trơn. Thì hôm nay em Nhung sẽ cho mọi người xem cái cách của em Nhung kho cá này nha. Cá này thì em Nhung sẽ là kho tộ. Đúng ra cá này mọi người nếu mà kho sả nghệ cũng ngon, nhưng mà tại vì tự nhiên Nhung thèm cá kho tộ á, nên hôm nay là Nhung sẽ dùng cá này để kho tộ. Thì cái nguyên liệu chuẩn bị gồm có hành hành gốc nè mọi người, hành lá em cắt khúc, rồi có tỏi nè, có ớt nè, có hành tím. Thì Nhung sẽ băm băm tỏi ớt ra, giả tỏi ớt ra, rồi với lại hành tím Nhung sẽ trộn sẽ ướp vào trong cá cho nó đỡ tanh trước khi Nhung kho. Mọi người ướp khoảng 15 phút 20 phút đi. Thì trong cái cá này chắc chắn là nếu mà cá kho thì phải ướp nước màu rồi. Nhung sẽ cho mọi người xem cái hũ nước màu của em Nhung đây. Nước màu này là em Nhung tự thắng tự làm nha mọi người. Đây, nước màu là em Nhung tự làm. Thì cách làm là nước màu, hôm bữa có cái chị kia chỉ nói chừng nào thắng nước màu cho chị nước màu, tại vì chị không biết làm. Thì hôm nào em Nhung chia sẻ cho mọi người cách làm nước màu đơn giản lắm mọi người. Cách của em Nhung là chỉ cho đường vào trong nồi nấu sôi lên, xong khi nào nó chuyển sang màu thì chế nước vào là được. Còn nhiều người nấu phải cho dầu vào để không có bị dính này kia nọ, rồi nhiều người nấu là phải nấu nước dừa này kia đủ thứ, còn Nhung nấu nước lạnh thôi. Thì bây giờ Nhung sẽ ướp cho trong đây cá cho mọi người thấy nha. Mọi người thấy nước màu mà em Nhung vứt lên rồi nè. Nói chung á, mọi người thắng nước màu đừng có quá kẹo mà đừng có quá lỏng. Mình cứ khi mà nhúng dở lên nó có sợi sợi gì là nó ngon nè mọi người, vì là nó vừa nè. Tại vì khi cái màu sậm quá sệt quá thì ăn sẽ bị đắng đó mọi người đó. Còn hả, nếu như mà mình làm lỏng quá thì mình ướp nó hao mà nó không có đẹp màu nữa. Để Nhung ướp cái màu nước màu của em Nhung thắng xong rồi em Nhung nấu xong rồi em Nhung sẽ kho cá cho mọi người xem cái màu nó có đẹp hay không nha. Chứ nhiều khi giờ quảng cáo quá mà mới mốt nữa, khi mà kho cá ra ôi con cá quảng cáo nước màu đẹp mà sao kho cá nó không có đẹp. Rồi mọi người đợi em Nhung đi giả tỏi ớt, Nhung sẽ cho ướp gia vị vào trong cá. Thì cá trước mắt bây giờ Nhung sẽ ướp muối, không có ướp muối, ướp Nhung sẽ ướp nước màu nè, bột ngọt và đường. Đặc biệt là ướp đường cho cá nó thấm, nó ngon, nó ngọt thịt đó mọi người. Rồi sau đó Nhung sẽ giả tỏi ớt xong Nhung sẽ ướp vào sau. Mọi người đợi em Nhung đi giả tỏi một xíu nha, tại vì em bị ồn á. Rồi đây nè mọi người, đây là trước mặt mọi người là em Nhung đã cho vào trong cái cá này á, là cho bột ngọt nè, cho hành tím phi, ở hành tím Nhung băm giả với tỏi nè, rồi ớt nè, với lại cho nước màu vào đây rồi. Tại vì Nhung muốn cho mọi người xem đường, nãy Nhung chưa cho coi đường. Đường ở đây em Nhung chọn đường kho cá là đường nâu thôi mọi người. Khi mà kho cá bằng đường nâu hoặc ướp thịt bằng đường nâu á, kho ra rất là ngon mọi người, cái màu rất là đẹp. Đó, nên ở đây em Nhung sẽ cho vào đây chút xíu đường. Đúng ra là mọi người thấy biết không, ướp kho bằng đường á mà đường nâu màu nè, rất là ngon mọi người. Ngon mà con cá cái màu rất là đẹp nữa. Em Nhung chỉ cho xíu vậy thôi. Mình cứ cho thấm trước rồi khi nào mình kho xong mình sẽ nêm nếm lại rồi gia vị. Nhung sẽ cho vào đây chút xíu nước mắm luôn, nhưng mà bây giờ Nhung sẽ trộn mấy cái này gia vị cho thấm trước, rồi sau đó Nhung sẽ cho nước mắm vào để trộn tiếp tục. Đó, mọi người thấy không, khi mà con cá mình trước khi mình kho mọi người, mình ướp vô gì nè, tại nhất là mấy con cá đông đá lấy ra nó không có bị tanh. Mặc dù mình đã rửa muối giấm rồi nhưng mà mình phải ướp như vậy để cho nó thấm, con cá nó ngon. Mình kho lên ha, cái mùi nó dậy lên thơm thơm, mùi hành mùi tỏi mọi người thơm lắm. Hôm nay Nhung sẽ kho tổ cá này cho mọi người xem. Đây, ít cá nhưng mà Nhung chọn cái hộp này nó lớn lớn để mình trộn cho nó dễ mọi người. Đó. Thì hành khúc Nhung cắt lúc nãy á, nếu mình kho xong á, chừng nào gần chín cá mình để lên trên mặt cho nó thơm á mọi người.
chứ mình không cần để trước, để trước nó chín hành hết, nó không còn đẹp nữa mà nó không thơm. Mình để hành cho nó vừa chín mình ăn luôn, tại vì hành mình ăn sống sống cũng được, nhưng mà ở đây mình cũng để vô chút xíu nó cũng chín rồi đó. Giờ Nhung, mọi người để em Nhung cho chút xíu nước mắm vào đây để trộn tiếp nè. Rồi mình sẽ ướp ở đây khoảng 15 20 phút, sau đó Nhung mới kho. Thì kho kho bình thường chứ không có gì đặc biệt, nhưng mọi người muốn kho cá nó béo nó ngon á, trước khi kho mọi người cho vào xíu dầu ăn vào đây. Nếu mọi người muốn muốn ngon á thì trước khi kho là cho xíu dầu ăn vào để cho con cá mình không bị khô mọi người. Để cá mình không bị khô. Đã ướp xong đi em Nhung sẽ, khi nào mà ướp xong hết em Nhung sẽ cho dầu ăn vào, tại vì cho dầu ăn trước vào thì nó sẽ trôi đi những cái gia vị, nó không thấm cái gia vị này, nên mình cần phải thời gian, cần thời gian là có khoảng 15 phút cho cá nó thấm, cá nó thấm nó ngon. Xong trong khi chờ đợi mình sẽ đi làm những cái việc khác rồi à. Rồi trước khi kho, trước khi bắt bếp lên kho mình sẽ cho dầu vào mọi người, để cho con cá nó bóng, nó mềm, nó mịn, con cá nó không có bị khô, con cá nhìn nó đẹp, nó ngon, bắt mắt nữa mọi người. Bây giờ mình ướp mình ở đây đi, Nhung thấm chuyển cho đều hết mấy cái phần còn lại này, xong cái mình đi kho nha mọi người. Bây giờ cá cũng ướp khoảng 15 phút rồi mọi người, bây giờ Nhung sẽ cho dầu ăn vào rồi cho nó trước khi mình kho nha. Ở đây dầu liu rồi mọi người thấy chưa, dầu liu đó, Nhung sẽ cho vào đây chút xíu dầu thôi, khoảng một muỗng cà phê thôi mọi người đó. Thì mình cũng sẽ trộn lên. Khi mà mọi người cho dầu ăn vào á, con cá thấm rất là ngon, bóng con cá lắm. Khi mà kho con cá nhìn ra con cá nó bóng giống như mỡ, nó ướp, nó tươm ra gì đó mọi người, nó ngon lắm chứ nó không có bị khô con cá. Nếu mình không cho dầu vào cũng được nha, nếu bà con mình nói chung hồi nào giờ bà con mình ở dưới quê kho cũng đâu có cho dầu cho mỡ gì đâu, còn ở dưới quê người ta hay thắng tấp mỡ mọi người, mỡ tấp mỡ xong kho cá bỏ tấp mỡ vô á, nó cũng ra nước, xong nó cũng bóng con cá cũng đẹp, mà ăn luôn tấp mỡ cũng rất là ngon. Mà bây giờ hầu như Nhung thấy không có nhà nào còn thắng tấp mỡ nữa, toàn là ăn dầu ăn không à, ăn dầu ăn mua sẵn ngoài chợ thôi, chứ không còn thấy thắng tấp mỡ như ngày xưa. Ngày xưa ở dưới quê mỗi lần mẹ mình đi chợ mua miếng thịt nào mà có mỡ mỡ về cắt ra, thắng mỡ lấy mỡ. Mà mọi người biết ha, chiên cơm ha, chiên cơm ăn mà ăn luôn cái tấp mỡ đó, mọi người, trời ơi, nó ngon lắm. Mà bây giờ muốn tìm lại cái xưa đó giờ nó cũng hiếm lắm mọi người, bây giờ hiếm, còn ai giữ cái những cái nét xưa lắm, bây giờ giống như người ta cũng hiện đại hóa hết trơn rồi. Mà bây giờ mọi người biết hả, những món ăn của ngày xưa mình đồng quê dân dã mình ăn bây giờ nó giống như là ngược lại, là những người có tiền đại gia là thích ăn những cái món đó, còn những người nghèo khổ thì dưới quê ngày xưa thì bây giờ thích được ăn giống như cao sang, giống như đại gia, nên bây giờ cuộc sống nó hơi ngược lại một xíu nha mọi người. Đây mọi người thấy chưa, em Nhung đã cho cá vào trong cái chảo rồi, em Nhung chuẩn bị kho nè. Thì cá hồi nãy mình cho nước mắm vào mọi người, với mình ướp, khi mình ướp gia vị cái nước nó ra nữa, nên bây giờ mình kho cá mình đây hầm lên nắp lại, thì mình kho cho thấm đều hết trơn, xong rồi bắt đầu mình nêm nếm lại coi gia vị nó vừa chưa, lúc đó mình sẽ cho thêm muối đường bột ngọt đại khái tùy ý mình nghe mọi người, chứ đừng bây giờ cho trước nhiều quá nó mặn quá, kho cá nó không có, nó ăn cá mà mặn quá nó không có ngon. Bây giờ hồi nãy Nhung cũng cho xíu nước mắm rồi đó, bây giờ mình cứ kho lên đi cho thấm gia vị xăng thịt cá xong xuôi hết rồi mình nêm lại, lúc đó mình thấy nó hơi lạc thì cho nước mắm vào, rồi mình thấy nó mặn thì mình cho xíu bột ngọt và đường hoặc thêm nước tùy ý mình nghe mọi người. Thì em Nhung chỉ cho mọi người xem là khi mà cá mà em Nhung ướp xong khoảng 15-20 phút rồi đó, thì bây giờ nó chuyển thành cái màu như thế này, để kho ra xong có cái màu như thế nào nha mọi người. Tại vì kho này là cách kho của em Nhung là kho bằng đường nâu và ướp nước màu, em Nhung tự làm. Ở đây cũng có nước màu bán sẵn ngoài chợ nè mọi người, nhưng mà nhiều khi đem về đen thù lùi ha, không có ngon, với lại ăn nhiều khi mình nhẫn nhẫn nha mọi người. Rồi từ lúc mà má chồng Nhung còn sống, má chồng Nhung chia sẻ cho Nhung cái cách mà làm nước màu á, thì Nhung cũng làm theo má, thì sau này Nhung cũng tự chế biến theo mình thêm chút xíu nữa, tại vì học cô bác kia kìa, cô chỉ á, nên Nhung làm, nói chung là làm nước màu rất là ngon, mình tự khen mình luôn mọi người. Chút xíu cho mọi người xem cá kho làm sao nha. Rồi xong rồi mọi người ơi, em Nhung đã hoàn thành cái món cá út kho kho tộ. Đúng ra kho tộ là kho trong cái nồi nhỏ nhỏ giống như cái nồi bằng bằng sứ đó mọi người, nhưng mà
tại hôm nay nó nhiều quá, nhưng thôi cái chảo lớn thì nó không hấp dẫn lắm, nhưng mà tại kho gia đình ăn á mọi người, nên không cần phải kho cho cái cho đẹp mắt này kia đâu, tại vì vợ chồng kho xong rồi cũng múc ra từng hộp nhỏ 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 mang đi làm thôi. Thì cá này cá Úc, cá Úc này á mọi người biết không, lần đầu tiên Nhung kho cá, lần đầu tiên Nhung kho cá Úc này chứ không phải lần tiên kho cá nha, lần đầu tiên Nhung kho cá Úc này, nhưng mà Nhung cảm nhận cái cá nè mọi người, cái thịt cá nó nhập cho mọi người xem này. Cái cá, cái thịt cá nó giống như là cá trê mọi người, giống như cá trê Việt Nam mình á, mọi người thấy không, cái thịt nó nứt nứt rồi nè, nó nứt nó dảnh đây nè, nhưng mà con cá, thịt cá nó cũng cứng nha mọi người, nó cứng thịt lắm, nó không có mà mềm thịt giống như mấy con cá khác, mọi người thấy không, nó cứng thịt nè, thịt nó cứng lắm, nó dẻ thịt lắm, tưởng tượng giống như cá trê mọi người, giống như cá trê cá lăng ở dưới miền Tây mình, nếu mà nói gì chắc bà con mình biết, nếu bà con miền Tây là sẽ biết cá lăng, mọi người thấy không, cái đuôi nó nứt rồi nè đó, cái thịt cá này giống cá trê chứ không phải cá lăng mọi người, nó cứng thịt, nó chắc thịt, nó dẻ thịt lắm, nó không có mềm thịt giống như cá ba sa mà nãy Nhung nói. Tại vì hồi trước mọi người biết ở lần rồi Nhung về Việt Nam nè, có một đứa cháu dâu nó kho cá Úc cho Nhung ăn, cá Úc á là cá nhỏ nhỏ không mọi người, nhỏ hơn cá này, cá Úc nhưng mà kho xả nghệ cũng ngon lắm, nhưng mà lần đầu tiên Nhung thử cái này kho tộ mà thấy cũng ngon mọi người, gia vị này cái Nhung nêm nếm cũng vừa thôi, khẩu vị mình ăn rồi, với cái Nhung có vẻ thịt cá ra thì Nhung thấy thịt cá nó giống như cá trê mình nuôi lâu năm á mọi người, nó dai mà nó cứng, nó dẻ chắc thịt lắm, thì em Nhung nói đại khái thì chắc bà con mình cảm nhận được rồi ha. Đó mọi người thấy không, hôm nay là vợ chồng Nhung sẽ ăn cá Úc kho tộ nữa, với lại canh cải nấu tôm. Thì món canh cải nấu tôm Nhung không có chia sẻ mọi người, tại vì nấu canh cải thì giống như bình thường những lần trước Nhung nấu thì cũng phi hành tỏi lên rồi xong rồi giã tôm ra rồi xào tôm trước, xong rồi sau đó cho nước vào rồi cứ cải cắt khúc rửa sạch rồi xong mình cứ đợi nước sôi mình cứ thả vào thôi, rồi sau đó cho hành ngò tiêu gì khẩu vị của mình thích như thế nào rồi mình cứ nêm nếm gia vị như thế đó thôi, nên Nhung không có chia sẻ cái món mà canh cải này, chỉ cho mọi người xem thôi. Thì hôm nay gia đình Nhung là sẽ ăn canh cải nấu tôm này với lại cá Úc thôi. Kho tộ đó mọi người thấy hấp dẫn chưa? Và đây Nhung cũng xin kết thúc video nha mọi người, xin dừng video tại đây, xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video sau. Nếu bà con mà thương thích em Nhung, cái kênh của em Nhung cuộc Nhung đặng cuộc sống Hoa Kỳ, thì mọi người nhớ bấm like share đăng ký và chia sẻ cho mọi người nhiều nhiều biết về cái kênh của em Nhung, để em Nhung có nhiều năng lượng động lực để làm nhiều video cho bà con mình xem hơn nữa nha. Xin chân thành cảm ơn tất cả bà con đã yêu thương và ủng hộ em Nhung trong thời gian qua. Chúc tất cả nhiều sức khỏe, an lành, vạn sự như ý nha. Năm mới đến rồi, chuẩn bị đến hôm nay là nghe mùng 8, mùng 9 gì rồi mà nghe ở bên Việt Nam mấy chị Nhung nói là bông hoa Tết xinh quá trời, nôn lắm mọi người. Nôn lắm nhưng mà bây giờ không có về được tại vì mắc dịch rồi. Dịch là không phải cách ly nên không có về được đâu. Nên xuân này con không về. Thôi xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video sau nha. Bà con nhớ nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi kênh của em Nhung, để khi mà Nhung up cái những video mới lên là mọi người sẽ thông báo cho mọi người vào xem dễ, không cần phải tìm kiếm nha. Mọi người nhớ đón xem, ngày mai là Nhung có cái meet rồi, nên Nhung nói chuyện với cho mọi người nghe là lúc nào cái tiếng nói Nhung cũng đều nhau, không có phải là lúc lớn lúc nhỏ, tại vì khi điện thoại Nhung đặt từ xa thì Nhung đi tới lui á, mọi người nhiều khi nghe cái tiếng nhỏ tiếng lớn giống như nó không có mà nghe đều lắm, nên cái đó là Nhung xin lỗi mọi người thông cảm cho em Nhung nha. Thì từ từ em Nhung sẽ đầu tư những cái nó hoàn chỉnh hơn. Thì bà con có gì thắc mắc cứ vui lòng cứ comment bên dưới, em Nhung sẽ trả lời một trong cái thời gian sớm nhất và sẽ khắc phục cái những cái nhược điểm mà bà con nhận thấy trong cái video của em Nhung nha. Xin chào và hẹn gặp lại bà con video sau. Bye bye cả nhà.